Hành trình qua cánh đồng chết Số 31 Tác giả Chan -thi Him Đã được hai tháng kể từ khi tôi tham gia lớp bóng truyền tôi đã tìm được ý nghĩa mới của cuộc sống trong trại tị nạn nơi tôi vẫn có thể tự làm cho mình vui mặc dù tôi phải gắn chặt vào trại này bị ngăn chặn về mặt thể chất với thế giới bên ngoài ở sân bóng truyền tôi thấy tự do sung mãn có tự do tôi thấy phơi phới thích tranh đua và vui nhộn đời sống đã dần dần trở lại bình thường và bây giờ lại có điều này sợ hãi những người lính một chiều muộn khác khi tôi đang nói chuyện với om soi bà đang nấu ăn ngoài sân đột nhiên mắt bà lộ vẻ chú ý khi bà nhìn phía sau lưng tôi bối rối tôi quay lại và thấy người lính bấy lâu nay đi theo tôi hiện giờ anh ta đứng bên phải tôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi tim đập mạnh tôi nhảy vọt vào trong lều sợ hãi trong khi om soi nói chuyện với anh ta bằng tiếng thái a thi ơi a thi giọng khàn khàn của om soi gọi ra đây ra đây nào anh ta đi rồi sau đó am soi giải thích người lính đó muốn lấy cháu anh ta đã yêu cháu ngay từ lần đầu tiên trông thấy nhưng cô bảo anh ta rằng cháu đã có chồng chưa cưới ở bên mỹ đang đợi cháu sang để làm đám cưới nào cháu đã có ai đâu Cô chỉ phịa ra thế Để anh ta để yên cho cháu Trông có vẻ buồn Anh ta chào cô rồi đi Mới 15 tuổi Tôi ở trong tâm trạng không nghĩ tới Thậm chí khước từ cái chuyện lấy chồng Nhất là với một người lính Thái Kể từ khi tôi chứng kiến sự hung bạo của họ Đối với người tị nạn Trong đó có anh Than Nhưng trong sâu thẳm Tôi thấy tội cho anh ta Vì đã yêu tôi Tôi chẳng những không thể đáp trả lại lòng anh ta Mà còn cảm thấy sợ hãi nữa Tôi lo lắng vô cùng Sau đó tôi viết một lá thư cho chú Sen Và om soi bảo tôi dục chú cố đưa gia đình tôi ra khỏi trại này Sớm chừng nào hay chừng đó Có vẻ như bà đọc được ý nghĩ của tôi Tôi xé một tờ giấy trong cuốn tập và bắt đầu viết. Kính thưa chú, các anh chị cháu và cháu đã ở trong trại tị nạn một thời gian dài. Hiện tụi cháu đang ở trại Sa Keo 2 một thời gian rồi. Trước đây, cháu cứ tưởng sống trong trại tị nạn này an toàn hơn sống dưới chế độ Pol Pot, nhưng sự thật là ở đây cũng không được an toàn. Cháu đã nghe kể về việc lính Thái cưỡng hiếp các cô gái bốt đi kiếm củi trong rừng. Còn bây giờ, cháu cũng gặp vài vấn đề rắc rối. Một người lính Thái đã đeo đuổi cháu. Hôm nay, anh ta đến tận lều của cháu. Cháu sợ lắm. Chú ơi, xin chú bảo lãnh cho tụi cháu đi khỏi đây sớm. Tụi cháu chẳng còn cha mẹ. Xin chú giúp tụi cháu. Tụi cháu chỉ có thể nhờ cậy vào chú. Vì chú bây giờ là người duy nhất mà tụi cháu có thể xin giúp đỡ. Xin chú hãy đưa tụi cháu ra khỏi Thái Lan ngay. Cháu của chú, Rithi, him vào chiều ngày 27 tháng Giêng năm 1981, tất cả các học viện tại Cục Giáo dục Thể thao và Giải trí tụ tập làm lễ tốt nghiệp cho chúng tôi trước chừng 200 khách đến dự. Nơi chỗ trống của cục, dưới mái tre, bàn ghế đã được xếp đặt ngay ngắn. Ở góc xa bên kia văn phòng chính có một sân khấu nhỏ để đầy trống đàn, guitar, micro. Nhưng cái thật hấp dẫn là các cô gái trông rất đẹp. Chị Ri mặc áo dài tay trắng với chiếc váy màu lục đậm. Bạn tôi, Arom, cũng mặc chiếc áo tay dài màu lục nhạt trên chiếc váy xanh sậm. Chị của nó là Annie mặc chiếc áo màu vàng rất đẹp có nơ phủ phía trước. Còn tôi mặc một chiếc áo nhung ngắn tay có màu đỏ sáng với chiếc váy có bốn hàng màu kế tiếp nhau, xanh tươi, lục nhạt cam nhạt và đỏ tươi một bữa ăn đặc biệt được dọn ra và bàn ghế được sắp xếp để chừa chỗ khiêu vũ ban nhạc chơi một bản nhạc tôi nghe đã lâu rồi từ hồi ở phnom penh tôi thấy ấm lòng nhưng bản nhạc cũng làm tôi thấy nhớ nhà ra diết cảm xúc của tôi thay đổi tôi xúc động thấy nhiều người đứng dậy nhảy một điệu dân gian cam bốt đàn ông vỗ tay và đặt tay dưới cầm họ mời phụ nữ khiêu vũ tôi đã trải qua một buổi tối tuyệt vời. Một cuộc vui lớn nhất tôi có kể từ khi sống dưới chế độ Khmer Đỏ. Vài ngày sau khi tốt nghiệp, tôi chiêu mộ trẻ em lại và dạy chúng chơi bóng truyền. Các cậu và các cô nhỏ rất thích chơi môn bóng này. Chúng cười vang, cười rúc rích, rất sùng sướng. Chơi với chúng thấy mình hăng hái hơn. Nhưng tôi nghe sẽ có buổi khai mạc trung tâm y tế công cộng từ khi ở Khao Y Đang, tôi đã hy vọng được làm thông dịch y tế. Có một người bạn bảo tôi rằng trung tâm đang tìm người tình nguyện để giúp giáo dục những người tị nạn hiểu về bệnh lao và các biện pháp phòng ngừa. Nó nói, nếu tôi thích, chỉ cần có mặt lúc 8 giờ sáng ở trước cửa trung tâm. Tôi liền bảo rằng tôi sẽ tới đó Sáng hôm đó, một chiếc xe đón những người ở trung tâm lên rồi thả nhiều nhóm khác nhau ở các nhánh khác nhau của trại. Đi từ lều này sang lều khác, tôi làm việc cùng hai người đàn ông Campos và Gianni, một y tá người Mỹ tình nguyện. Trách nhiệm chính của tôi là nói cho những gia đình biết về triệu chứng của bệnh lao và các biện pháp phòng ngừa. Khi Gianni tiêm chủng lao cho các em bé, Tôi vuốt má chúng, hy vọng làm chúng quên đi mũi kim đang chích vào da. Công việc này rất quan trọng đối với tôi, nhưng nó không kéo lâu vì gia đình chúng tôi phải chuyển đến trại Marius. Một phần của thủ tục nhập cư vào Mỹ bao gồm việc đi qua những trại quá cảnh. Gia đình của cô em đã được chuyển đến một trại khác. Chưa chi, tôi đã bắt đầu thấy nhớ các bạn của mình ở đây chiếc xe buýt chở chúng tôi dừng lại sau một chiếc xe buýt khác giữa một vùng quang cảnh xanh ngắt nơi những cây cỏ cao kều và những cây dừa đứng bệ vệ lắc lư theo ngọn gió nhẹ thế ra đây là mai rút tôi nghĩ thật đẹp không khí có mùi khăng khác tươi mát như chúng tôi đang ở một vùng gần nước chúng tôi được đưa tới một trại có lều rộng gần gấp hai lần rưỡi các lều ở sa keo hai cũng giống như ở Sa Keo 2, lều ở đây được dựng quay mặt vào nhau theo từng nhóm. Bốn lều. Trước lều là một khoảng không gian rộng trồng hoa theo hình ô vuông. Mỗi chúng tôi được cấp một gian giữa, rộng, có cả bóng đèn huỳnh quang dài, điện, chỗ ở đây thật tốt. Thật khó khăn khi phải sống lại cùng chị ra, anh Vantha, Sa Vông và bé Xin La. Chúng tôi không hề nói chuyện với anh Van Tha kể từ khi bọn lính Thái đánh đập anh Than. Bây giờ lại phải cùng chia sẻ một không gian sống thật bất tiện khi chỉ nói chuyện với chị Ra, Sa Vong hay chơi với bé Xin La. Khi có mặt anh Van Tha, mỗi chúng tôi, chị Ri, anh Than, tôi cứ làm như người kia không hề hiện diện. Trên vùng ngoại bi của trại Mai Rút, chị Ri và tôi cùng đi thám hiểm với Arom và Annie. Hai người này cũng được chuyển đến đây. Khi chúng tôi gặp một tháp canh, tôi leo lên đó. Từ chỗ này, nhìn qua các cành cây, tôi thấy cả một vùng nước xanh biếc với những đợt sóng gợn lan tăn ở phía xa. Lên đến đỉnh tháp, tôi thấy có vài người đang nhìn ra xa. Tôi vội nhìn theo hướng họ nhìn. Tôi không tin ở mắt mình nữa. Một đại dương. Đây là vịnh Thái Lan. Cả một vùng nước xanh mênh mông, dọc theo đó là hàng dừa. Tôi gọi lớn để chị Ri, Arom và Annie cùng leo lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đại dương. Tạ ơn trời là mình còn sống sót. Sau đó chúng tôi ra biển, bãi biển đầy người, có người nằm dưới bóng dừa, những người khác như anh Than và tôi lội xuống biển và chơi té nước vào người nhau. Nhiều người, có lẽ đến cả trăm tụ tập tại các văn phòng thuê người tị nạn để làm các công việc có trả lương khác nhau như là thông dịch viên hoặc giáo viên. Hai ngày đầu tôi không gặp may, ít nhất thì tôi cũng tìm được một trường công mở lớp dạy tiếng Anh. Lớp học dựng bằng cột tre, mái rơm. Trong lớp có bảy chiếc bàn trông như ghế dài, một dãy bên trái, một dãy bên phải. Con gái ngồi bên trái, bọn con trai chọn phía bên tay phải. Gần bàn thầy dạy tiếng Anh cũng là một người tị nạn. Chúng tôi học ngữ Pháp và tập đối thoại. Nhưng đến tháng 5 năm 1981, gia đình chúng tôi lại được chuyển đến một trại khác sau khi ở Mayruth được 2 tháng. Đây là đoạn đường dài từ Mayruth đến Panakicom Hotding Center. Cổng trại mở ra khi xe của chúng tôi đến gần, trời nóng và ẩm mập và sa vông khát nước, chúng nhăn nhó, còn bé Sila thì khóc nhặng xị cả lên. Với bảy gia đình khác, chúng tôi được dẫn qua những cái lều như ở Sa Keo 2. Chúng tôi bước qua chiếc cổng thép gai bao quanh khu lều trống. Đất ở chính giữa bị xói mòn và đầy bùn, đây là nơi để chuyển bớt số dân tị nạn. Người ta cho chúng tôi biết không còn chỗ nào khác cho chúng tôi ngoài những căn lều này, nơi trước đây lính Thái dùng để nhốt người tị nạn Việt Nam. Chúng tôi ở đây hai tuần trước khi được chuyển đến một trại khác gọi là Lompini. Mọi người đều đã đi ra cái chợ giã chiến. Chị Ri và anh Than cũng dẫn Mập và Sa Vông đi chợ và rục tôi cùng đi. Nhưng tôi không muốn đi. Để giữ cho mình có việc làm, tôi ngồi học ôn tiếng Anh, tôi xem lại các cuốn tập, ôn lại ngữ pháp cho đến khi mệt vì phải nhớ các thì khác nhau. Tôi bèn đọc cuốn thực tập tiếng Anh tập 1. Trí óc tôi nhất thời chìm vào các cuộc đối thoại của các nhân vật trong sách. Ở đây tôi được an toàn, nhưng sự buồn chán đè nặng lên tôi. Tuần lễ đầu tiên khi mọi người ra chợ chơi, tôi cảm thấy mình lẻ loi và có cảm tưởng như mình là một tên tù. Đến tuần thứ hai, chị Ri và anh Than mang về cho tôi mấy cuộn băng bài hát Campos mà chúng tôi thường nghe thời còn ở Nông Penh. Ngày nào tôi cũng nghe những bài hát này, những bài ca trữ tình được hát bởi các siêu sao mới đây là Sin Si Samut, Rosary Sothia. Vàng khắp liều trại. Tôi nhớ mình rất thích ngắm các vũ công cổ điển Campuchia trình diễn ở Nông Penh, lúc pa dẫn chúng tôi đi xem và tôi rất muốn học những vũ điệu này. Tôi nhớ lại niềm say mê của pa đối với vũ điệu cổ điển. Vì pa, một ngày kia tôi sẽ trình diễn những vũ điệu ấy. Tôi sẽ múa thật đẹp trong tiếng chuông trống sập sình, giống như người vũ công tôi xem ở Nông Penh. Tôi sẽ nhẹ nhàng bước tới một bước, ngón tay cong cong quét qua không khí khi tôi bước lại gần khán giả. Khi tôi múa xong, người ta sẽ vỗ tay ầm ầm và tôi sẽ hãnh diện vì tôi đã biểu diễn tốt đẹp, vì pa. Chúng tôi lại chuyển tiếp đến một trại khác vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 1981. Một viên chức người Thái dẫn chúng tôi qua một con hẻm trắng xi măng qua các dãy nhà và dây phơi quần áo. Chúng tôi sẽ ở trong một nơi giống nhà để xe, nền và tường nhà mốc meo, một cơn gió thoảng qua mang lại mùi nước tiểu gay gắt, như thể quanh chúng tôi toàn là nhà vệ sinh. Nằm dài trên miếng vải nhựa trải trên nền xi măng, tôi đợi chị Ri và anh Than mang phần thức ăn về. Khi họ trở lại, Họ giải thích rằng những người Thái phân phối thức ăn phải kiểm tra hình của chúng tôi chụp theo nhóm được nhân viên di trú ở trại Sa Keo 2 thực hiện đối chiếu với tài liệu của họ. Sau đó, họ còn nhìn vào mặt chị Ri và anh Than để xác định cho chắc chắn. Ai đến mà không mang theo hình chụp đều bị từ chối phân phát thức ăn. Mập, tôi và Sa Vông ngồi quanh chiếc nồi nhỏ đựng canh và một tô cơm anh Than sưới cơm vào đĩa, chị Di thì múc canh vào chén. Bỗng chị Di buông cái nồi canh xuống và la lên. Có sâu trong nồi canh đó. Chị lùi lại. Anh Than bước nhanh tới, múc sâu trong nồi canh vứt đi. Tôi biết chúng tôi còn ăn uống tệ hơn thế nữa trước đây. Nhưng đó là dưới thời khơ me đỏ. May mắn thay, sau khi ở đây một tuần, chúng tôi trải qua thời kỳ khám sức khỏe chúng tôi được phép rời khỏi Thái Lan đi đến một trại chuyển tiếp khác ở Philippines. Chương 20 Trung tâm người tị nạn ở Philippines Đêm 20 tháng 6 năm 1981, chúng tôi đến sân bay Philippines. Chuyến đi từ Thái Lan đến đây tưởng dài như vô tận. Bây giờ thì cái ý tưởng được nằm dài trên giường là một điều xa xỉ chúng tôi cần đáp xe buýt về trại. Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt, ánh nắng chiếu vào phòng nơi chị Ri, anh Than, Mập và tôi đang nằm ngủ. Tôi ngồi dậy, chị Ra, anh Van Tha, Si Tha và Sa Vong đâu mất rồi. Mất một lúc sau tôi mới nhớ họ ngủ ở dưới lầu. Tôi ngồi dậy và rón rén đi xuống thang lầu, cố không làm ai thức giấc. Tôi chạy dọc theo con đường trải nhựa và nhìn xung quanh tôi ngắm nhìn những tòa nhà gỗ hai tầng bên tay trái và tay phải đó là những khối nhà rộng dài chia thành những gian riêng biệt có vẻ mỗi gia đình được chia cho một gian như gia đình chúng tôi được gian trên lầu và dưới lầu ngắm các tòa nhà xong tôi nhìn sang bên phải và nơi kia ở đằng xa một ngọn đồi uy nghi với cây cỏ mọc xanh ngắt và một cây thánh giá khổng lồ màu trắng mọi thứ đều mê hoặc tôi. Các tòa nhà, ngọn đồi xanh ngắt, những con đường nhựa uốn lượn quanh các khu nhà, cảnh đẹp của cỏ cây, bụi hoa ven đường, dọc theo các lối đi giải đá. Tôi mê cái khoảng sân rộng mát trước mỗi tòa nhà. Tôi bàng hoàng đón lấy cái đẹp của toàn trại, lòng vô cùng biết ơn. Chị Di và tôi đang rửa bát đĩa sau nhà thì đột nhiên một giọng nói ngọt ngào dịu dàng cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi chào các bạn các bạn khỏe chứ giọng nói có một trọng âm rõ rệt chúng tôi quay người thấy một phụ nữ người phi nhỏ nhắn da sậm đứng sau lưng mỉm cười các bạn có muốn mua gạo hay mua rau gì không bà đưa cho chúng tôi xem một cái rổ đựng chanh và các thứ rau tươi tôi nhìn qua rổ rau rồi nhìn vào cặp mắt màu nâu sáng và thân thiện của bà giọng nói và tinh thần cởi mở của bà làm cho tôi ngạc nhiên chúng tôi chưa hề gặp nhau vậy mà bà đã gọi chúng tôi là các bạn lời nói và thái độ của bà tỏ ra rất nồng nhiệt tôi nhớ lại các trại tị nạn ở thái lan nơi chúng tôi đã từng ở và bị đối xử như thế nào tôi thấy thích thú trước người phụ nữ phi này bà làm cho tôi có cảm tưởng như mình đang ở nhà sau khi chúng tôi đến, người ta bảo chúng tôi rằng những người tuổi từ 16 đến 55 phải học tiếng Anh như là một sinh ngữ thứ hai và học định hướng văn hóa trong 3 tháng trước khi rời khỏi nơi đây để đi Mỹ. Trong lớp học tiếng Anh tập trung, chúng tôi sẽ học về quần áo, nhà cửa, việc làm, bưu điện và vận chuyển. Còn ở lớp văn hóa, chúng tôi sẽ học các chủ đề tổng quát như bảo trợ, truyền thông lối sống và vệ sinh. Dù tôi trông mong được học các chủ đề này, tôi cũng thấy học về chừng đó chủ đề trong một thời gian ngắn như vậy thật quá sức. Nhưng dù sao, ở đây học miễn phí và tôi cần được nắm vững trước khi vào Mỹ. Vì thế, tôi rất mong theo học các lớp học này. Trong lớp tiếng Anh, chúng tôi có cả học sinh Campuchia lẫn học sinh Việt Nam. Giáo viên của chúng tôi là một bà người Phi khi bước vào lớp, bà liếc nhìn chúng tôi và hơi nhíu mày. Tôi tự hỏi không biết bà ta có hẹp hòi như một số giáo viên của tôi thời tôi còn học ở nông penh không. Những người này hay kéo tóc mai của bọn con trai và dùng thanh tre đập vào lòng bàn tay chúng tôi. Bà giáo đặt chiếc sắc tay xuống bàn và nhìn cả lớp. Đôi môi đỏ chót của bà nở ra thành một nụ cười tôi cảm thấy nhẹ nhõm bây giờ tôi đã sẵn sàng học bất cứ thứ gì để chuẩn bị cho tôi đi vào nước mỹ bài học đầu tiên của chúng tôi là chào hỏi bằng tiếng anh như thế nào cách bắt tay như thế nào khi đến giờ thực hành bà giáo yêu cầu cô gái ngồi bên cạnh tôi đứng dậy cô phải bắt tay với một người con trai cam bốt trong lớp cô gái lắc đầu mặt đỏ bừng bà giáo hỏi một cô gái khác và cô này cũng lắc đầu Bà bối rối, đành gọi cánh con trai bắt tay với nhau. Bà gọi một anh người Campuchia và một anh người Việt Nam đứng lên trước lớp. Họ tự giới thiệu và bắt tay nhau. Bà quay ra nói với cả lớp, các bạn thấy đó, lên đây và bắt tay nhau có gì khó khăn đâu. Xem tôi đây này. Tên tôi là Maria, bạn có khỏe không? Bà bắt tay với một học sinh người Việt Nam. Đấy tôi bắt tay với cậu ấy mà tôi có sợ bị mang thai gì đâu đừng lo bạn không có con vì bắt tay đâu nào tiếp tục thực hành đi tôi thấy bực mình vì lời bình luận của bà đáng ra bà phải được biết về nền văn hóa của chúng tôi và biết rằng cách chào hỏi của chúng tôi là ép lòng bàn tay vào với nhau và đưa lên ngang cằm ngay tôi đây người gan dạ trong bất cứ tình huống nào cũng thấy bối rối trước việc bắt tay chúng tôi cần có thời gian để thích nghi với lối sống mới khi bà maria thúc giục đám con gái chúng tôi tình nguyện tôi bắt đầu lấy lại can đảm bà gọi một nam học sinh việt nam tên là minh lên đứng trước lớp bà nói ai muốn lên đây bắt tay với minh nào cậu ấy đẹp trai đấy chứ cả lớp cười ổ mình cũng cười, mắt anh ta nheo lại, nhìn về phía đám con gái. Tôi đứng lên, bà giáo mỉm cười dỗ nhẹ. Nào, lên đây, Charity, bạn làm được mà. Giới thiệu tên bạn, rồi bắt tay. Không có vấn đề gì, tôi nghĩ, mỉm cười, rồi bước đến chỗ mình đang đứng và nói. Tên mình là Charity, bạn có khỏe không? Phía dưới, bọn con gái khúc khích khiến mình cũng mỉm cười chào bạn tên mình là minh anh nói đưa mắt nhìn bọn con gái bạn có khỏe không anh lại nhìn bọn họ tôi đưa tay ra bắt anh bước đến định nắm tay tôi nhưng tay anh vừa gần chạm vào tay tôi tôi rụt lại tôi vội quay về chỗ ngồi tiếng cười vang lên khắp lớp tôi nhìn bà giáo bà đang lấy tay che mặt và cười rung cả người cánh con trai phía bên phải tôi cười ha hả Mặt Minh đỏ như con gà mái đang cố dặn trứng. Một nam thanh niên người Campuchia nói nhỏ gì đó phía sau lưng anh ta và anh ta mỉm cười bẽn lẽn. Bà giáo hỏi, giọng thiện cảm. Chan Thi, tại sao không bắt tay Minh? Tôi cười trả lời, lần sau em sẽ bắt. Đáng đời anh ta, chưa chi đã cười điệu với bọn con gái. Tôi nhìn Minh, mặt anh ta vẫn đỏ bừng sau khi chúng tôi đến đây được một tuần, người ta bảo chúng tôi đến gặp các viên di chú. anh văn tha cũng đến nhưng bước qua phía đối diện với văn phòng. chúng tôi thì ngồi trong văn phòng di chú cùng các gia đình khác chờ anh đến. chị di và anh than trách chị gia đã không bảo anh văn tha vì cách xử sự của anh. chị gia bảo anh ấy sẽ đến đây liền. chị còn nói thêm anh ấy là một tên khùng gặp việc như hôm nay mà còn đi chơi loanh quanh. Chúng tôi trong mắt ra cửa nhưng chẳng thấy tâm hơi. Đến khi người ta gọi tên anh, tất cả chúng tôi đều đứng dậy, nhăn mặt nhìn nhau. Rồi đột nhiên khuôn mặt nhơn nhơn của anh xuất hiện ở cửa. Đây không phải là lần đầu tiên anh đùa với sự lo lắng của chúng tôi. Hình như anh rất vui thú khi làm cho chúng tôi tức điên lên. Sau khi gặp các nhân viên di trú, anh Van Tha nói rằng anh đã thay đổi ý định. Anh không muốn chúng tôi đến với chú Seng nữa. Thay vì đến Portland, Oregon, anh rất sung sướng được di cư đến nơi khác. Anh nói anh sẽ đến bất kỳ nơi nào sở di trú chỉ định và chúng tôi phải đi theo anh. Anh cười tự mãn, chị ra không chú ý đến anh mà chỉ lo bế ám Sila trên tay. Chị Ri tức giận, mặt đỏ bừng lên. Anh than thì im lặng, giữ nguyên suy nghĩ của mình. Sa vông và mập thì trao mày nhìn anh Van Tha nhiều người tị nạn Campos mong muốn một cách tuyệt vọng gửi thư và đơn xin nhập cư đến các tòa lãnh sự Mỹ, Úc, Canada hay bất cứ quốc gia nào khác vui lòng đón nhận họ. Họ lo lắng cho số phận của họ và cầu nguyện đêm ngày cho người ta nhớ đến họ. Thế mà ông anh rể của tôi thì chẳng hề biết ơn cái vận may của mình chút nào. Bạn tôi, Sotia, dẫn tôi đến Phasim 1 một bệnh viện lo chăm sóc y tế cho người tị nạn, trông giống hệt một bệnh viện ở Nông Penh. chung quanh trồng hoa đủ màu và cây cối, đường đi trải nhựa, đường vườn hoa lát đá. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được một nơi khang trang như thế này. Sophia dẫn tôi đi một vòng trong tòa nhà, chỉ cho tôi xem phòng kiểm tra sức khỏe của những ghế ngồi, bích trương và thiết bị tôi chưa từng thấy bao giờ tại bàn phía trước nơi người ta nhận bệnh nhân có một quầy gỗ dài nhẵn bóng với một vài chiếc ghế xinh xinh phía sau có cả điện thoại chưa bao giờ tôi thấy một nơi dành cho người tị nạn mà lại đẹp đẽ hiện đại như thế này và tiệm thuốc cũng rất đẹp trên kệ chai hộp thuốc xếp ngăn nắp nhãn tên thuốc đập vào mắt tôi đột nhiên bóng tối của một kỷ niệm vụt đến với tôi nó mang tôi lại thời còn ở Nông penh đến bản đựng thuốc của pa đó là thời mà ông săn sóc tôi khi tôi bị bệnh suyễn uyên uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại